Xin chào bà con đến với kênh Nhà đẹp giá rẻ đất Vĩnh Long của Toàn. Hôm nay Toàn đang cần bán gấp 3 căn nhà cấp 4 liền kề nhau. Đối diện bên kia là công viên sông Tiền, phường 9 của thành phố Vĩnh Long. Hẻm rộng là 2,5 m. Trong hẻm chỉ duy nhất 3 căn nhà liền kề nhau. Hướng đông nghe bà con mình. Cách đường Phạm Hùng 25 m. Diện tích căn thứ nhất là 49 m, 3,6 x 13,3. Đất thổ 100%. Diện tích căn thứ hai là 107 m, 6,6 x 16 đất thổ. Diện tích căn thứ 3 là 105 m, 7 x 15 đất thổ. Tổng diện tích của 3 căn là 260,4 m. Giá bán là 2 tỷ 200 triệu bao thế. Giá bán là 2 tỷ 100 triệu thì bên mua bà con mình phải tự lo thế. Bà con mình có nhu cầu mua đất nền nhà cấp 4 khu vực này thì vui lòng liên hệ với Toàn 0963 644 635. Toàn bán đúng giá của chủ đất đưa ra, không lệch 1.000 nào. Bà con hãy yên tâm hợp tác cùng Toàn. Toàn xin chào và mong sự liên lạc của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe . Xin chào bà con đến với kênh Nhà đẹp giá rẻ đất Vĩnh Long của Toàn. Hôm nay Toàn đang cần bán gấp 3 căn nhà cấp 4 liền kề nhau. Đối diện bên kia là công viên sông Tiền, phường 9 của thành phố Vĩnh Long. Hẻm rộng là 2,5 m. Trong hẻm chỉ duy nhất 3 căn nhà liền kề nhau. Hướng đông nghe bà con mình. Cách đường Phạm Hùng 25 m. Diện tích căn thứ nhất là 49 m, 3,6 x 13,3. Đất thổ 100%. Diện tích căn thứ hai là 107 m, 6,6 x 16 đất thổ. Diện tích căn thứ ba là 105 m, 7 x 15 đất thổ. Tổng diện tích của 3 căn là 260,4 m. Giá bán là 2 tỷ 200 triệu bao thế. Giá bán là 2 tỷ 100 triệu thì bên mua bà con mình phải tự lo thế. Bà con mình có nhu cầu mua đất nền nhà cấp 4 khu vực này thì vui lòng liên hệ với Toàn 0963.